Tự làm món kẹo đậu phộng với thương hiệu là Tín Ký. Liệu khách hàng có biết đến thương hiệu của anh và công việc bán hàng của anh có thuận buồm xuôi gió hay không? Hình như không phải sạp này đâu, sạp đó tên gì? Hình như là Tín Ký gì đó, sạp đó bán ngon hơn nhiều mà. Anh làm kẹo đậu phộng mà cũng vui vẻ quá ha. Đương nhiên rồi, mọi thứ đều do tôi tự nghiên cứu ra, làm thế nào cũng ngon như nhau. Nhưng mà cô nhớ rõ là La Tín Ký, cô đừng có tới mua ở sạp La Ký. Khi biết con trai tự ý tạo thương hiệu, bôi nhọ thương hiệu của mình, người cha sẽ phản ứng ra sao? Tôi còn chưa trả tiền mà. Lần sau mới tính nha, hẹn gặp lại. Kẹo của tao không ngon hả, thằng nhóc? Bôi nhọ kẹo của tao, dành bôi làm ăn của tao. Đây, sôi nước sôi, thằng nhóc nước sôi đây. Tao phản hiệu mày xuống. Nè, tao xuống. Đừng có đánh nữa, dừng lại. Chết nè, mày. Đừng là bản hiệu của con mà. Vậy mà. Trời ơi. Về phía Kiều Thiên Sinh, đối mặt với cha ở sở cảnh sát, anh luôn bị chèn ép. Sau này là bất cứ chuyện gì đều phải hỏi ý kiến tôi, không được làm theo ý của mình. Cậu có nhớ tôi từng nói với cậu, cậu không phục tôi, tôi sẽ mài tới khi nào cậu nghe lời với tôi. Cô gái xinh đẹp Kiều thiết kế thời trang xuất hiện đã rơi vào tầm ngắm của Kiều Thiên Sinh. Liệu họ có duyên gặp nhau không? Mời quý vị và các bạn đón xem tập 6 bộ phim Cự Luân được phát sóng vào lúc 20 giờ chủ nhật ngày 26 tháng 6 trên kênh VTC3 và VTC3 HD.